Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sắp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy bóp cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bây giờ người bạn sắp mình dưới chân và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bây giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận trao y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì người bỏ xứ Galilea mà đến Judea, bên kia sông Giô-đan. Đó là lời Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, thứ năm tuần vừa rồi, tin mừng Thánh Mác-thêu đã thuật lại cho chúng ta biến cố Chúa đã trao quyền tha tội và cầm buộc cho Thánh Phêrô khi ngài tuyên xưng đức tin: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Phải chăng hôm nay tin mừng Thánh Mác-thêu cũng thuật lại cho chúng ta sự thắc mắc của Thánh Phêrô chăng về quyền tha tội của ngài khi ngài hỏi Chúa Giêsu: Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng mà đến 70 lần 7. Nghĩa là lòng tha thứ vô biên và sự tha thứ không có hồi kết, không biết chấm dứt và không quen số lượng. Kính thưa ông bà anh chị em, ai cũng biết điều đó, tha thứ là cần thiết. Tuy nhiên, trong thực tế rất khó để tha thứ. Chỉ trong gia đình thôi, sự xích mích cũng khó có thể bỏ qua. Và người ta còn chua thêm rằng, khi yêu nhiều thì lại khó tha thứ hơn nữa. Trong họ đạo cũng vậy.
hay trong các hội đoàn tông đồ rất khó để tha thứ. Thành thử ra chúng ta phải đi tìm lý do tại sao lại khó tha thứ như vậy, hoặc là động lực nào có thể giúp cho chúng ta, giúp cho con người có thể tha thứ một cách hữu hiệu hơn, một cách dễ dàng hơn. Và khi suy gẫm điều này thì Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Ngài đã tìm ra hai lý do mà cách chung chung chúng ta khó tha thứ cho nhau. Lý do thứ nhất, Ngài nêu ra có thể từng người trong chúng ta lại chỉ nhớ đến những gì mà người khác mắc nợ mình hơn là mình mắc nợ với Chúa hay với anh chị em của mình. Có phải như vậy không, thưa ông bà anh chị em? Dụ ngôn Chúa Giêsu vừa kể cho chúng ta nghe, đó được gọi là dụ ngôn người đầy tớ tàn nhẫn. Có hai món nợ được tha thứ trong bài tin mừng này. Thứ nhất, người đầy tớ mắc nợ ông chủ 10.000 nén bạc, một con số lớn, và được tha. Rồi món nợ thứ hai mà Chúa Giêsu kể, đó là người bạn của anh đầy tớ nợ anh 100 quan tiền, một con số tiền nhỏ. Có một nhà chú giải kia đã tính theo thời giá ngày hôm nay, thì 10.000 nén bạc mà Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay tương đương với khoảng 225 triệu đô la Mỹ. Còn 100 quan tiền tương đương ngày hôm nay chỉ khoảng 16.000 đô la Mỹ. Chúng ta không nói đến chuyện đô la hay tiền euro gì cả, mà nếu chỉ nói với đồng tiền Việt Nam của chúng ta thì tương đương khoảng 225 triệu đồng với lại 16.000 đồng. Vậy thì khoảng cách của nó hay sự khác biệt của nó, tầm mức của nó, giá trị của nó có thể khác xa rất nhiều. Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh 10.000 nén bạc này hay là 100 quan tiền để nói về lòng tha thứ, muốn nêu bật lên tình thương, lòng thương xót của Thiên Chúa như thế nào. Sự cao cả của Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại, đã tha thứ bằng một tình yêu cao thượng, lớn lao và vô bờ, so với một tình yêu có thể rất nhỏ của con người đối với nhau, kể cả đối với chúng ta hay với anh chị em của mình. Quả thực, nếu nói về tình thương của Thiên Chúa, sự tha thứ của Ngài dành cho tất cả chúng ta quả là lớn lao thật. Món nợ của sự sống, món nợ của ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu phải trả bằng giá máu trên thánh giá, quả thực không thể nhỏ. Vậy mà có đôi khi chúng ta chỉ nhớ đến món nợ mà anh chị em của mình mắc mình. Cụ thể, có thể ai nợ chúng ta khoảng 1 triệu đồng chẳng hạn, chúng ta nhớ không? Mình nhớ rất là kỹ. Nếu lỡ một ai xúc phạm chúng ta một lời, làm cho chúng ta buồn, chúng ta nhớ không? Có khi mình nhớ tới chết. Còn Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu lại tha thứ cho chúng ta, một tình yêu quả thực lớn lao và cao thượng. Để chỉ vì có khi chúng ta nhớ món nợ của anh chị em mình mà chúng ta lại quên đi
món nợ mà chúng ta mắc với Thiên Chúa hay đối với tha nhân. Và thêm lý do thứ hai, có thể chúng ta chưa thấy được đâu là ích lợi của sự tha thứ, của việc tha thứ. Cho nên con người hay kể cả chúng ta rất khó để tha thứ cho nhau. Vậy phải đi tìm sự ích lợi của sự tha thứ như thế nào, thưa ông bà anh chị em? Chuyện kể về Tổng thống Nelson Mandela. Ông được xem là một vĩ nhân của thời đại hôm nay. Người ta kể cuộc đời của ông được lớn lên trong một đất nước Nam Phi kỳ thị chủng tộc. Cho nên ông can đảm để đấu tranh. Và khi đấu tranh thì cũng là lúc mà người ta giam ông trong tù, không phải chỉ một năm, hai năm, mà có đến 27 năm bị giam cầm ở trong tù. Hằng ngày ông phải lao động giữa cơn nắng nóng cháy, rồi đêm về thì ở trong ngục tối 27 năm. Thế nhưng khi ra tù thì ông vẫn đấu tranh cho nền hòa bình, chống lại nạn kỳ thị chủng tộc trong đất nước. Và sau đó người ta bầu ông lên làm tổng thống Nam Phi. Thế rồi đâu là lý do để ông can đảm như vậy, vượt qua thử thách khó khăn để trở thành một tổng thống? Thế thì khi mà ông lên làm tổng thống, người ta mới nghĩ ngay, thế nào cũng có một khối thằng chết, là bởi vì đã chống đối và giam ông trong tù, cho nên sự trả thù có thể là chuyện đương nhiên. Nhưng ông vẫn chủ trương một nền dân tộc của hòa bình, một đất nước của độc lập, của sự yêu thương. Và trong một lần người ta phỏng vấn, tại sao mà tổng thống lại chọn một con đường hiền lành để lãnh đạo, thì ông ta nói rằng, khi tôi được bước ra khỏi cổng tù để trở thành một người tự do trở lại, thì tôi đã ý thức rằng những cay đắng và hận thù phải để nó ở lại phía sau lưng. Và tôi trở về nơi mình sinh sống bằng một con người của bình an, thư thái. Và tôi chọn lý lẽ sống hay đường hướng lãnh đạo, đó là nền hòa bình của yêu thương nhân ái. Sự can đảm của một nhân cách quá lớn. Một câu nói rất hay, phải không ông bà anh chị em? Đúng như vậy. Phải có một nhân cách lớn mới có thể thốt lên những lời như thế. Chớ gì sự ích lợi của lòng tha thứ, nó mang lại cho chúng ta tình yêu thương với anh chị em của mình. Lý do thứ nhất, chúng ta có thể nhắc lại với nhau, mình khó có thể tha thứ cho anh chị em của mình, là bởi vì mình chỉ nhớ người ta mắc nợ mình, mà mình quên đi mình mắc nợ rất lớn đối với Thiên Chúa, và mình được tha thứ biết bao nhiêu lần, cũng như với anh chị em của mình. Và điều thứ hai, khi chúng ta nhận ra sự ích lợi của việc tha thứ, chúng ta sẽ dễ tha thứ cho anh chị em của chúng ta hơn. Cuối cùng, còn một động lực rất quan trọng mà chúng ta đã nghe trong tin mừng vừa rồi. Chính Chúa Giêsu đã xác quyết, nếu các con không biết tha thứ cho anh chị em của mình, thì Cha các con ở trên trời, Cha của Thầy cũng sẽ không tha thứ cho các con. Chúa Giêsu nói như thế, không phải Ngài có lòng hẹp hòi như chúng ta chẳng hạn, không phải Chúa Giêsu tính toán như chúng ta chẳng hạn, hay Thiên Chúa tính toán như chúng ta,
Nhưng mà Chúa Giêsu muốn nói về một dấu chỉ của tâm hồn chúng ta hay của lòng mình để có thể đón nhận sự tha thứ của Chúa, đó là chúng ta cũng phải biết tha thứ cho anh chị em của chúng ta. Chúng ta xin lỗi Chúa vì những thiếu sót của chúng ta đã biết bao nhiêu lần làm cho Chúa phải đau, Chúa phải buồn, cũng như đối với anh chị em của mình, để chúng ta học được bài học tha thứ vô biên của Thiên Chúa.